và Quyền Linh xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Dopamine. Và ngày hôm nay hy vọng rằng mình hơi mát mát tay chút xíu. Đợt trước thì có cặp không nhấn nút đỏ, anh cũng thấy buồn buồn sao. Mà có đôi khi hai cặp anh lại càng buồn hơn nữa. Tối nhiều khi nằm mơ á. Mơ gì? Mơ mình khóc á. Khóc thì mình làm mai thất bại á. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, mình thành công hay thất bại nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng nhất là thực sự hai cái đối phương nó có đồng cảm với nhau hay hai không. Hai trái tim có rung động hay không? Người đúng ta không? Rung, người ta mới nhấn nút. Người ta không rung thì thôi để người ta tìm cơ hội khác. Chứ mình không có số 7. Không có bằng mọi giá đúng mà suối rồi, là nhấn đúng nút rồi, đúng không? Đúng rồi, mình là làm mai mỗi mình hết sức của mình thôi. Còn cái cảm nhận là của đối phương. Chúng tôi là cố gắng hết sức. Đó, mà đành phải bó tay. Hôm nay là phải thành công nha. Rồi, okay. Hạ màn. Rồi, kéo màn xuống. Quà tặng đồ nữa. Dạ. Các bạn có yêu bạn không? Yêu xíu à. Mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Phạm Thanh Tùng. Em 27 tuổi. Nghề nghiệp là gì? Em làm chụp hình. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ xem bạn nữ làm nghề gì, tên gì nha. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Em chào các bạn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hoa. Hoa, Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. Mình làm việc ở đâu Hoa? Em làm nghề kế toán ạ. À, công ty gì vậy bạn? Dạ, công ty em thì làm về... làm bột kem á, mới lại trà sữa trân châu á. Các sản phẩm của nước giải khát á. Được anh bên đây anh bồi bổ cái đó được đó. Ủa sao vậy? Kem với trà sữa trân châu ha. Ủa bên đó ốm lắm hả? Không có, nó bồi bổ thôi. Bồi bổ thì mà ốm mới em cần bồi đoán bổ không à? À, thế em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Nam Định ạ. Đó, bên kia lạnh quá rồi, bên anh kia anh quê ở đâu? Dạ, em quê ở Thái Bình ạ. Ha, gà gà. Dạ. Thái Bình là chỗ chị Năm á ha. Hàng xóm. Mà lý do tại sao mình không có tìm được bạn trai cho mình mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ, em nghĩ chắc là duyên chưa tới ạ. Lại duyên chưa tới nữa. Vậy bữa nay có cảm nhận gì trong người là giật giật trong người là duyên nó sắp tới chưa? Em cũng cảm thấy như thế đó. Cảm thấy như thế dạ. Hả? Chị cũng hy vọng là như thế để cho chị vui. Bạn có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Thì tiêu chuẩn em cũng không có nhiều. Em chỉ một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Không ốm quá và cũng không mập quá. Không hút thuốc. Nghề nghiệp ổn định là được. Thế bạn không thích cái gì ấy, bạn trai của mình? Dạ, tính gia trưởng á. Gia trưởng? Dạ. Ây da, bạn trai ơi, bạn có gia trưởng không vậy? Dạ, em không gia trưởng chị ạ. Bạn thích lấy vợ ở đâu? Em thích lấy vợ miền Bắc. Cái lối sống ngoài Bắc thì có phần khác trong em. Hay là nói đi nịnh bạn bên kia. Ờ, nghe chắc nịnh quá. Thật ra là miền nào đâu có quan trọng. Nếu mình nhìn mình thấy hợp với tánh tình hợp với mình là được rồi. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ đó tới giờ em trải qua một mối tình. Em quen bạn đó từ hồi lớp 12. Và sau đó 4 năm em đi làm thì em mới tỏ tình với bạn gái đó. Mình tỏ tình sao vậy bạn? Dạ, thì em tặng hoa, tặng quà mà tặng đồ chị ạ. Wow. Dạ. Tặng hoa, tặng quà, tặng đồ nữa. Dạ. Dạ. Rồi bạn đó có lấy không? Dạ, bạn có lấy. Rồi bạn có yêu bạn không? Bạn ấy yêu xíu à? Rồi tại sao tại sao mình chia tay vậy bạn? Cũng hợp là em thì em không thích con gái cáu gắt, nhăn nhó, càm ràm là em không thích. Còn dạ. Bạn đó có đầy đủ những đó luôn? Có dư luôn ạ. Rồi bạn có điều gì mà bạn gái kia không thích không? Em thì có cái tật là nhát gái. Nhát gái, cái này gái thích. Cái chuyện nhắc gái thật ra cũng bình thường thôi. Thấy bạn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào? Dạ. Có nhắc trai không bạn? Dạ em không ạ. Là có nghĩa là em cũng có các bạn cũng thích em. Nhưng mà em cái ấn tượng đầu tiên em nhìn thì em không có thích. Vậy là em kén quá. Không phải em không có kén. Chắc là chưa được tới duyên. Dạ. Vậy bản thân em mình thấy mình có ưu điểm gì? Dạ em biết em thích nấu ăn. Em biết dọn dẹp nhà cửa. Biết lắng nghe. Em có tiếng học hỏi cái. Vậy còn khuyết điểm của bạn thì bạn thấy bạn có khuyết điểm gì? Khuyết điểm em thì em không biết em rất thích hát nhưng mà em không biết hát nữa. Của bạn nam kia bạn biết hát không bạn? Để dạ, bên đây múa minh họa cho nè.
Dạ em biết hát. Rồi bây giờ bạn hát bên đó, bên đây bạn này múa. Đó, mình cách nhau một cái rèm sao cho nó hòa hợp nha. Không, cái này chắc em nghĩ là mai mốt rủ nhau đi hát. Không, bây giờ mình phải thử chị coi nếu mà hợp chị mới gả, còn không chị không có chịu. Hát bài nào hay nhất và bạn thường hay hát? Đúng rồi. Hát bài một khúc của bạn Nhớ Người Yêu. Bên đây bạn phải phụ họa nha. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm, cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình trúng vách. Anh khuét tường, anh điện với em. Dở cái màn này lên nè, tao qua luôn đi. Dở đi qua luôn, bạn dở qua luôn đi. Cái tường mà còn qua được, mà cái màn này nhăm nhò gì bạn? Rồi đứng lên dở chui qua luôn đi. Được không? Ai chưa cho em đâu em chui. Cho chui không? Cho chui liền. Rồi đâu, cho chui liền. Em đến chương trình hôm nay thì em có món quà tặng anh và tặng chị Cát Tường. Rồi tặng anh Linh trước đi bạn. Trời ơi, cảm ơn bạn nha. Rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn một món quà rất ý nghĩa này. Và để tôi đem qua Cát Tường cho ha. Bạn tặng... Trời ơi. Trời ơi. Đây. Đấy, ý nghĩa chưa? Wow. Em coi với, em coi với. Ồ, oh, đẹp chưa? Hạnh phúc ha. Thích quá, thích quá. Từ từ mình phải qua mình cảm ơn sau. Thôi, có hai cái. Ồ, không hát đồng tiền. Đồng xu. Hả? Đồng điếu. Đồng điếu. Nào vậy? Dạ. Nam Định hả? Dạ. Biết nấu gì ngon nhất ở Nam Định? Nam Định em á. Có phở bò Nam Định. À, phở Nam Định rất là ngon. Dạ. Cảm ơn bạn. Trời ơi, có hai cái đồng. Hai ba cái đồng, một cái đồng đây, có cái đồng đây này. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn món quà đây bạn đã dành cho Vịnh đâu quà anh Huyền Linh đâu. Wow, quá là dễ thương. Đây rất là tâm lý ha. Ghê quá. À, cảm ơn em. Dạ. Em cũng xinh trai quá. Em đẹp trai, rất xinh trai. Rồi bây giờ muốn thích cái người bạn gái, cái mẫu lý tưởng là như thế nào? Em thích người con gái nữ tính, dịu dàng. Nữ tính dịu dàng, chị dạ. Nghĩ bên này có đó. Và nhân hậu. Nhân hậu. Có. Có. Hơi gầy nha. Em mỏng. Chưa mỏng. Gầy với mỏng khác nhau hả? Dạ. Ăn nhiều tí nhá. Bên này nấu ăn ngon lắm, cố gắng ăn nhiều tí. Có người yêu này em mập liền. Tại sao? Tại vì em ăn được cơm. Bây giờ em ăn cơm ngoài không à? Bây giờ về quảng cáo giùm cho nè. Cảm ơn á, tại nhờ có tấm hình á, về dạ, quảng cáo giùm á. Cái cảm nhận đầu tiên của chị là người bạn trai bên kia rất là dễ thương, rất là chân thành. À, bây giờ nếu mà được thì mình tính bao giờ mình tiến tới? 2 năm nữa. 2 năm nữa. Rồi tiền bạc trong nhà ai giữ? Dạ, nếu mà chồng mà đưa cho mình thì mình giữ. Còn không thì của ai đấy giữ. Ủa sao kỳ vậy? Sao của ai nấy giữ? Dạ. Chồng đưa mình thì mình giữ, chồng không đưa mình thì mình đưa của mình cho chồng giữ. Không, em không đưa. Có nghĩa là chồng đưa thì mình giữ. Dạ đúng rồi. Còn chồng không đưa của ai nấy xài. Dạ đúng rồi. Dạ mình người phụ nữ thì mình phải chi tiêu các việc trong nhà thì mình nên cầm tiền. Rồi theo quan điểm của bạn thì ai giữ tiền? Quan điểm của em là người vợ giữ tiền. Đấy, thấy chưa? Đấy, người vợ giữ tiền hết chưa? Này ga lăng à. À bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trực tiếp nhìn nhau, đó là cảm nhận của mọi người thôi. Bây giờ mới cảm nhận của những người trong cuộc nè. Rồi, kéo rèm. Em tưởng tượng cái mẫu người của em nãy giờ nói chuyện như thế nào? Dạ, cũng dễ thương ạ. Dễ thương. Rồi, dòm sau lưng của siêu mỏng nè. Đó. Chào anh. Chào em. Anh ngay tới chương trình có món quà nhỏ tặng em. Dạ. Bình thường rảnh thì em hay đi đâu chơi? Dạ, em đi coi phim hoặc em đi shopping. Nếu em đồng ý thì hẹn hò với anh thì thứ bảy anh mời em đi nghe nhạc cùng anh. Anh có sở thích đi nghe nhạc? Dạ, em cũng thích nghe nhạc. Rồi. Anh nhận xét về em sao? Em, anh nhìn thấy em là thấy chuẩn đấy. Dễ thương, có hai lông mang tiền đẹp. Dạ. Không, đồng điếu á, không phải đồng tiền. Giống chị Cát Tường. Chị Cát Tường là đồng tiền. Em nó cao lên mới tiền, còn cái này là điếu. Dạ. Em thấy anh cũng là một người chững chạc. Ờ, nhưng mà anh hơi ốm so với em mặc đúng không anh? Thì
thì mình mập mới đẹp lại. Mừng quá, có người hôm nay khen mình mập mới đẹp. Thế em có chê anh ốm không? Dạ ốm, chắc về cho ăn nhiều mà mập à. Không sao ha em ha. Dạ đúng rồi. Mình nuôi tốt là mập thôi. Mừng quá. Tiếp tiếp tiếp. Vậy anh em hẹn hò ha. Tại vì em thích người Bắc. Anh người gốc Bắc là em thích. Thế anh đẹp trai không? Dạ đẹp ạ. Về cạo đầu láng chút xíu nữa ha. Ôi em thích tóc thì dài hơn chút xíu. Hả? Thích tóc dài hơn chút xíu. Bây giờ mình về là mình tuốt lại, mình cho ăn, mình để tóc gì đó là tự động mà. Theo ý mình hết à. Dạ. Cái này là giống như là dạng như mình đi kinh doanh này là có cái tiềm năng. Dạ. Nghe không? Chịu không? Đầu tư có tiềm về năng. Về bên kia lo đây chịu không? Dạ em chịu. Muốn sao là vậy ha. Dạ. Cho ăn rồi làm tóc rồi tắm rửa rồi ha. Dạ. Tiền mà bên này giữ nha. Dạ. Em cho giữ hết. Rồi đó. Cái rồi. Đó là, cái đấy là em quan trọng nhất ở chỗ đó đó. Vỗ tay hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và cảm lên, nhận nha. Nếu cảm thấy mình đồng cảm với nhau thật sự thì hẳn nhấn nút để hẹn hò với nhau. 1 2 và 3. Bạn thích nhất ở bạn trai mình ở điểm nào? Em nghe anh chia sẻ thì cũng cảm thấy là anh là người con người rất thật thà. Ừ. Hai người nắm tay nhau để cảm để nhận lần đầu tiên gặp có rung động nhau chưa? Đấy. Sao? Có hơi run vậy. Nắm tay em không run đâu. À, thay mặt cho chương trình, Tường sẽ gửi tặng cho hai bạn. Hồi nãy ước muốn của bạn, bạn thích cái sở thích của bạn là đi xem phim. Dạ. Thì đây là cặp vé xem phim đầu tiên gửi tặng cho hai bạn. Để dạ, hai bạn đây là một cái cơ hội đầu tiên để mình tìm hiểu nhau ha. Đi ngay và liền. Hết dạ, chương trình mình đi coi phim luôn. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Rồi dạ. Chúc hai bạn thật vui nha. Cảm ơn hai bạn. Thấy đầu xuôi đuôi lọt rồi. Một sự khởi đầu may mắn. Đúng không? Tôi dễ thương hy vọng rằng họ sẽ dắt tay nhau đi về Nam Định với Thái Bình cũng gần nhau để ra mắt hai họ. Mình thở phào nhẹ nhõm bởi vì mình đã thành công và rõ ràng vì cặp đôi này rất là mình thấy rất là tương đồng. Vẫn lo mày lo. Lo hả? Lo cặp đôi thứ hai á, không biết được vậy không. Rồi, bây giờ mình đến với cặp đôi thứ hai. Kéo màn xuống. Nếu bạn kia không thích hát hay, mình em có thể hát được. Rồi, xin mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Văn Hoàng. Hoàng? Vâng ạ. Quê đâu Hoàng? Dạ, em quê ở Nghệ An. Nghệ An? Vâng ạ. Rồi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lâu chưa? Dạ, em vào thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm rồi. 4 năm? Hoàng đó bao nhiêu tuổi rồi? Chị Tường chưa nghe rõ. Dạ em năm nay 28 tuổi chị. 28 tuổi rồi ha, ở Nghệ An ha. Vâng ạ. Rồi bây giờ để mời bạn nữ nha. Dạ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nóng quá, nóng quá. Chào em tên là gì? Chào chị. Chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Chào bạn. Em tên là Trâm. Trâm? Dạ, Bích Trâm. Bích Trâm. Dạ. Trâm rung quá hả? Bình tĩnh đi em, đâu có gì đâu rung. Trâm năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm gì? Em 24 tuổi, em đang là nhân viên văn phòng của một công ty Hàn Quốc. Rồi ở trong công ty mình không có nam hả? Không có tìm được ai hả? Hay sao mà phải nhờ đến chương trình? Dạ có. Công ty em có nam mà em nhìn chưa có được. Vậy em muốn điều gì? Em muốn một người bạn trai là như thế nào? Em không thích trước đi. Rồi không thích. Em không thích người con trai tóc dài đen thui. Bên kia dài không anh Linh? Dài chút. Đen không? Đen. Trời ơi, đen là thui đen á. Rồi không thích gì nữa bạn? Em không thích con trai để móng tay dài, không thích con trai mang dép đi mà đẹp xẹp đẹp xẹp. Dạ. Một lát mà chung qua mà thấy có dép rồi móng tay dài là tôi cho về luôn, khỏi kéo màn coi luôn. Dạ, nói gì nữa bạn? Cái đó là cái em nhìn đầu tiên khi gặp một người con trai. Rồi. Dạ. Rồi bên bạn trai, bạn gái có tiêu chuẩn như vậy. Bây giờ không thích hỏi nhiều bạn thứ nào lắm đó nha. Nghề nghiệp của bạn là gì? Thì công việc của em là tư vấn và quản lý giáo dục cho những cái lớp mà dạy về những cái vai trò tư vấn và giáo dục con cái. Như vậy thì hiểu tâm lý của bạn phái nữ lắm đúng không? Dạ cũng chút chút anh.
Nhưng mà dạ, hồi nãy tiêu chuẩn của mấy bạn, của bạn gái bên này đưa ra đó, mấy cái mà bạn này ghét á, thì bạn có bị dính vô mấy cái nào không? Dính vô hết chị. Trời đất ơi. Vâng. Dạ. Còn những cái điểm gì mà bạn thích ở một người bạn trai, bạn mong muốn ở người bạn trai của mình? Không có nói dối, thành thật, sạch sẽ, gọn gàng. Ý bạn là bạn trai thường hay ở dơ phải không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi con luôn hả? Con trai hay như vậy, con trai hay như vậy. Ôi, anh Quyền Linh ở dơ dữ lắm luôn á. Bạn hình như cũng hơi kén chọn đó, cho nên là xinh thế mà cũng mà chứ tại em nhỏ. Tại em nhỏ hả? Rồi em có muốn bạn trai mình to hay nhỏ? Em muốn to. Bao cỡ bao nhiêu? Em muốn cao 1m69. Có cái mẫu người lý tưởng nào, cái chuẩn người nào có mà bạn thích không? Dạ, ai có. Ví dụ em thích Kim Bum. Cũng ít thích quá ha. Bây giờ nè, bạn thích gì ở người phụ nữ bạn đang tìm? Em thích đó là người phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, thứ hai nữa là cũng có chút học vấn, thứ ba đó là biết thông cảm và sẻ chia, ngoại hình thì dễ nhìn chút. Nói chung yêu cầu thì cũng không cao lắm. Cao chứ, cũng hơi cao đấy. Dạ, em nghĩ những cái yêu cầu đó chắc là bạn nữ bên kia đáp ứng hết. Hay quá ha, sao biết ta bên đây sao mà đáp ứng được hết. Dạ, vì hồi nãy nghe chị Cát Tường khen là bàn kia đẹp. Trời ơi, tôi khen vậy đó, tôi đánh trống lãng, tôi đánh lạc hướng thôi. Làm công ty Hàn Quốc thì chắc cũng có trình độ. Anh có biết là mình có ưu điểm gì hay không? Dạ, ưu điểm của em là hát, thổi kèn harmonica và chơi thể thao. Wow. Hầu như tất cả các môn. Bữa nay bạn biểu diễn một môn đi bạn, cho tất cả mọi người đây cùng thưởng thức, với cho bạn gái bên này thưởng thức luôn nè. Em sẽ hát một bài đúng không ạ? Vâng, xin phép anh cho em đứng dậy. Em xin hát bài Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ. Rồi, mời bạn. Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương, lợp vào đây trăm mến ngàn thương. Có vẻ bạn rất là dàn dĩ bởi vì bạn là tư vấn mà đúng không? Vâng ạ. À, rất là dàn dĩ. À, bạn cảm nhận giọng hát của bạn nam bên kia như thế nào? Em rất bình thường. Vì em không thích con trai hát hay. Ủa kỳ vậy chị, hát hay có mắc mới gì, hát hay sao không thích? Ca sĩ hát hay thì được, chứ mà người bình thường hát hay em lại chẳng. Nghĩa là em thích người hát dở đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa đúng vậy? Không em? Tự cái này kỳ cục, ca sĩ hát hay thì được. Dạ. Người bình thường không được quyền hát hay. Em nói chung là em chẳng thích gì vậy. Đâu vậy, em hát một câu chị nghe thử đi. Em hát một câu thử chị nghe coi, để chị tìm nguyên nhân tại sao em không thích người hát hay. Một câu thôi cũng được nữa. Em chẳng được bài nào hết á. Vài câu, một câu thôi. Sao kỳ vậy? Ủa, bạn thích người hát dở hả? Em không thích người nghệ sĩ cho lắm. Em không thích con trai hát hay. Không thích nghệ sĩ à, không thích con trai hát hay. Nó rõ ràng cái đó. Em không thích con trai hát hay. Vậy bạn thích cái gì nhất? Em hả? Em thích Cắm Hoa. Cắm Hoa? Vậy con trai Cắm Hoa bạn thích không? Cắm Hoa tặng em thì em thích. Coi như là nó lưng lửng cũng không hiểu sao luôn á. Dạ không sao anh. Cảm nhận thế nào? Bạn là người tư vấn nghiên cứu luôn, bạn cảm nhận thế nào về tâm lý cô gái bên kia? Dạ em là người dễ hòa hợp và dễ chiều lắm. Nếu bạn kia không thích hát hay, em có thể hát dễ. Và nếu bạn kia là thích Cắm Hoa, em cắm được. Và cắm rất đẹp. Thôi dạ, cho hai người gặp mặt không đi. Không phải, để em hỏi cái đã từ từ. Nhưng mà nó nghe nè, bây giờ thí dụ người ta không phải hát hay mà người ta có cái năng khiếu khác được không? Hay là ai cái gì giỏi bạn cũng không thích? Em không cần có tài đâu, chỉ cần công việc, tốt cho công việc. Em có thích lãng mạn không? Dạ thích. Ủa thì cũng là... Trời ơi, cô này cô khó quá vậy, sao tôi tìm người được trời. Rồi kéo màn lên. Để tôi coi cái đã, tôi chưa có coi mà kéo cái gì. Dạ chị ạ. Hơi rối chút xíu ha, hết sức bình tĩnh. Sao? Dạ. Chuyên gia tâm lý hả? Vâng. Sao này anh cứu cái ca này được? Dạ thường thường những cái ca khó thì tạo cho mình cái động lực và sẽ cố gắng nhiều hơn. Đây là một cơ hội để phát triển trong nghề nghiệp. Vâng ạ. Mình thử sức trong nghề nghiệp. Dạ. Nhưng mà không biết cái ca này bạn làm nổi không? Chứ tôi thấy bó tay rồi đó. Được. Có nghĩa cái gì giỏi là không cần thiết. Còn những thứ người ta chịu được. À, còn thứ này nè. Có tiền nhiều bạn chịu không? Thì em nghĩ ai cũng thích hết. Nhưng mà em không thích con trai mà nói dối.
Ta nói sao ta nói, miễn ta có nhiều tiền đưa cho bạn được rồi. Cho hai người nói chuyện với nhau đi chứ em thua, để cho chuyên gia tâm lý người ta, ta đánh giá tư tưởng này ngộ lắm. 2 phút gặp nhau. Bắt đầu. Em chào em. Ôi, chào anh. Em năm nay chắc 28 tuổi. Bao nhiêu? Em 24. 24 hả? Anh thấy em rất dễ thương. Chắc là em cũng chưa bộc lộ hết. Nhưng sau này nếu mà em đồng ý hẹn hò, mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và sẽ biết nhau nhiều hơn, đúng không? Dạ. Anh là ở đâu? Anh quê Nghệ An. Nhưng anh thì có dự định là lập nghiệp ở Sài Gòn và lấy vợ và ở Sài Gòn luôn. Dạ. Em thấy anh thế nào? Anh à, trên hơi nghiêm chỉnh đó. Anh giống Kim Bơm không? Không, không giống chút nào. Anh cũng biết Kim Bơm mà. Kim Bơm với Kim Chích cũng như nhau. Thế em thích, sở thích của em là gì? Em thích đi mua sắm. Đi mua sắm. Em thích ngắm hoa, thật bất ngờ. Bất ngờ. Ủa, hồi xưa bạn trai cũ của em có tặng hoa cho em không? Dạ có, tặng thường xuyên chị. Thường xuyên là làm sao? À, thỉnh thoảng hai bó cũng được. Tặng hoa vậy đó. Cái hàng chị anh hết vốn đi luôn rồi, đúng không? Chứ vậy có cái dịp gì, cái gì đặc biệt hay lâu lâu tặng lần chứ tặng tuần hai bó tiền đâu tặng. Chắc trồng nguyên vườn hoa trong nhà, mỗi ngày vô hái một cành thôi tặng. Tặng hoa bùm bụp nó rẻ lắm. Rồi, chúng ta hết giờ. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút đỏ. Nãy giờ mình nói chuyện trao đổi với nhau cho nó vui, để hiểu hơn về nhau. Nhưng khi đến quyết định các bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta nhấn nút là bắt đồng ý yêu nhau, chứ không phải đến đây hẹn hò cho nó vui các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết giờ. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn. Suy nghĩ kỹ chưa em? Em bấm rồi đó thôi. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Kỹ tao mới bấm. Em thích ngắm. Em không thích hát hay. Em thích hát dở. Em thích một tuần hai bó. Em thích tặng hoài luôn. Sao bạn đủ khả năng làm điều đó không bạn trai? Dạ em nghĩ khi mình yêu thương ai đó thì mình sẽ là động lực cho mình. Bạn nhắm bằng tuần hai bó bạn tặng được bao lâu? Dạ đôi lúc không, mình muốn tặng hoa nhưng có những thứ khác để tặng. Vì người, vì sở thích của người yêu không chỉ là ở hoa còn những thứ khác. Đúng rồi. Đúng là tâm lý thiệt. Tháng đầu tặng hoa cũng hai bó, tháng sau cũng tặng hai bó mà bó rau. Rau muống. À, mình có thể nắm tay nhau một cái. Bạn không hôn nhưng mà mình có thể nắm tay nhau, xem mình có truyền hơi ấm gì cho nhau chưa. Nó là một cái bước đầu tiên để mình đồng ý hẹn hò với nhau. Tặng quà cho hai bạn đi. Thì nắm tay nhau mới tặng chứ. Tay em ra mồ hôi. Kệ, không sao. Thật sự là mình rất hồi hộp, không biết là hai bạn có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Tại vì mình thấy nếu mà bạn không có chọn cái anh này thì rất là tiếc nuối. Bởi vì nếu là một người phụ nữ, một cái nhìn khách quan thì mình thấy đây là một người đàn ông có thể dựa dẫm được. Anh rất là hiểu tâm lý và rất là chiều chuộng bạn. Rất là may mắn và tôi cũng rất là vui là khi bạn đã đồng ý chọn anh ấy. Và đây là một món quà tặng cho hai bạn. Đây là một cái món quà đầu tiên, là một cái cơ hội đầu tiên. Hai bạn hãy nắm tay nhau đến xem phim. Và nhớ xem phim thì phải mua hoa tặng cho cổ nha. Vâng, em cảm ơn anh chị. Cảm chúc ơn hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Vâng. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của Đức Văn Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại 15h20 tuần sau trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.